sẽ là câu thứ 6. Câu thứ 6 các bạn có đọc được chữ kanji này không nhỉ? Là chikoku, đúng không nhỉ? Nghĩa chính xác của từ chikoku là nói về hành động đến muộn của con người. Ví dụ như là đến muộn giờ học, đến muộn giờ làm, đến muộn giờ phỏng vấn hay đến muộn giờ hẹn. Dựa vào nghĩa chính xác của từ chikoku thì chúng ta có thể chọn ngay được đáp án đúng là đáp án 2. Vì sao đáp án 2 lại đúng, đúng không? Chúng ta nhìn xem đáp án 1, 3 và 4 thì chủ ngữ đều không phải là người. Chứ nhỉ? Chúng ta đi đọc từng đáp án cụ thể nhá. Thứ nhất này, watashi no ude doke wa 3分 gurai chikoku shite iru. Chủ ngữ là watashi no ude doke thì nó không phải là người thì không thể dùng cái từ chikoku để nói về đến muộn được. Câu này đúng ra phải là sẽ là watashi no ude doke wa 3分 gurai okurete imasu. Câu thứ hai này, nebo shite yakusoku no jikan ni chikoku shite shimatta. Ở câu này thì ẩn chủ ngữ nhưng mà chúng ta có thể hiểu chủ ngữ chính là người đang nói. Vì dậy muộn cho nên là tôi đã bị muộn mất giờ hẹn. Câu thứ 3 này, densha ga chikoku shite 30分 mattemo mada konai. Chủ ngữ là densha, ý không phải là người, không dùng chikoku. Mà câu này có thể viết là densha ga okurete ite 30分 mattemo mada konai. Câu thứ 4 này, mondai ga michikatta tame shinshouhin no hanbai wa chikoku suru koto ni natta. Chủ ngữ ở đây là gì nhỉ? Là shinshouhin no hanbai, cũng không thể dùng từ chikoku được mà phải là okureru. Mondai ga michikatta tame shinshouhin no hanbai wa 1ヶ月 okureru koto ni natta. Vậy đáp án đúng phải là đáp án 2, chủ ngữ là con người. Câu thứ 7 các bạn đọc xem, đây là koso, nghĩa là hỏng hóc trục trặc. Khi nói về sự hỏng hóc trục trặc của máy móc, dựa vào nghĩa của cái từ koso này thì chúng ta có thể loại được đáp án gì nhỉ? Seta ga koso. Câu thứ nhất có thể sửa là seta ga yaburete ana ga aite shimatta. Tiếp theo là câu thứ 3 này, suido ya gasu ga koso shite shimatta, cũng không dùng. Câu thứ 3 có thể sửa là ojishin no tame suido ya gasu ga tomatte shimatta. Câu thứ 4 này, mado garasu ga koso shite shimatta. Mado garasu cũng không phải là máy móc cho nên không dùng từ koso này được. Và đáp án đúng phải là đáp án 2. Đấy là câu thứ 7. Chúng ta sẽ đi vào câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8 là shinpo. Shinpo là tiến bộ. Mà cái từ shinpo này để nói về tiến bộ về một cái kỹ năng, về một cái kỹ thuật nào đấy, hoặc là có thể nói về tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Dựa vào nghĩa của từ shinpo, chúng ta có thể chọn được đáp án đúng ngay đấy. Chúng ta cùng đọc và dịch từng đáp án một nhé. Một, maimichi guitar no renshu o shite iru no ni zenzen shinpo shinai. Là hàng ngày tôi đều luyện tập guitar mà không hề tiến bộ chút nào. Hai, sono dobutsu wa shinpo no ketka nihon ashi de aruku yo ni natta. Shinpo no ketka, tiến bộ, kết quả của tiến bộ thì có thể đi được hai chân, nghe nó điêu. Câu này có thể viết là kết quả của tiến hóa chẳng hạn thì là shinka. Sono dobutsu wa shinka no ketka nihon ashi de aruku yo ni natta. Cái loài động vật đó thì qua kết quả của quá trình tiến hóa đã có thể đi được bằng hai chân. Ba, kono densha wa shinpo hoko ni mukatte nigi gawa no doa ga hirakimasu. Shinpo hoko, cái hướng tiến bộ, người ta có thể nói là hướng đi chẳng hạn, đúng không? Chứ không nói là hướng tiến bộ. Câu này có thể sửa là kono densha wa shinpo hoko ni mukatte nigi gawa no doa ga hirakimasu. Chuyến tàu này thì theo hướng tàu chạy, cửa phía bên phải sẽ mở ra. 4. Mae no hito osinai de yukkuri shinpo shite kudasai. Cái này không phải tiến bộ, nó mới tiến lên chứ, đúng không nhỉ? Có thể sửa lại là mae no hito osinai de yukkuri susunde kudasai. Đừng có mà đẩy người đằng trước, hãy từ từ mà tiến lên. Vậy đáp án đúng của câu số 8 là đáp án 1. Chúng ta cùng đi vào câu thứ 9 nhé. Câu thứ 9 là jisa, nghĩa là tự mang theo. Chúng ta sẽ dịch từng đáp án một. Câu thứ nhất này, kanozo ni tanzoubi present o jisanshita. Có nghĩa là tôi đã tự mang theo quà cho cô ấy. Nghe nó không hợp lý đúng không?
Câu này phải sửa là 彼女に誕生日プレゼントを持っていった。Câu thứ hai này. 明日はお弁当持参してください。Có nghĩa là ngày mai thì hãy tự mang theo cơm hộp của mình. Câu thứ ba này. お金を持参していないので昼は何にも食べなかった。Vì không tự mang theo tiền cho nên là buổi trưa thì không ăn gì. Người ta không dùng cái từ này đâu, người ta chỉ nói là vì tôi không mang theo tiền cho nên là buổi trưa tôi đã không ăn gì. Sẽ phải nói là お金を持っていないので昼は何にも食べなかった。Câu thứ tư này. その研究所には宇宙飛行士が月から持参した石が保管されている。月から持参していた, tự mang theo từ mặt trăng, nghe nó vô lý đúng không? Mang về từ mặt trăng. Phải sửa là その研究所には宇宙飛行士が月から持って帰った石が保管されている。nghĩa là ở trung tâm nghiên cứu đó thì viên đá mà được các nhà du hành vũ trụ mang về thì đang được bảo quản. Câu thứ 10, drive nghĩa là lái xe, nhưng mà ở đây chúng ta phân biệt với lại từ unten, được chưa? Unten là động từ lái xe, cái sự lái xe ấy. Nhưng mà drive là lái xe đi chơi hoặc là lái xe đi dạo. Dựa vào nghĩa của từ drive này thì chúng ta có thể chọn được ngay đáp án đúng là đáp án 3. Vì sao lại thế thì chúng ta sẽ dịch từng câu một nhé. Câu thứ nhất này. Atarashi bike o drive shite mita. Drive là lái xe đi chơi đúng không? Cho nên xong dùng trong câu này. Câu này phải là Atarashi bike o unten shite mita. Tôi đã lái thử cái xe máy mới. Câu thứ hai nhá. Drive no menkyo ga arimasu ka? Drive no menkyo, người ta không dùng như thế mà người ta phải dùng unten no menkyo, tức là bằng lái xe. Câu thứ ba này. Kondo no yasumi ni umi e drive ni iko. Có nghĩa là lần cái kỳ nghỉ sắp tới ý, thì chúng ta hãy lái xe đi ra biển chơi đi. Câu thứ tư này. Kare no drive wa ranbo nano de noritaku nai. Cái việc lái xe đi chơi đúng không thì không dùng trong trường hợp này đúng không? Trường hợp này phải nói là anh ấy lái xe rất là ẩu đúng không, thì sẽ nói là kare no unten wa ranbo nano de noritaku nai. Anh ấy lái xe rất là ẩu cho nên là tôi không muốn lên xe của anh ấy, được chưa nhỉ? Đấy là câu thứ 10. Và bài học hôm nay của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Rất mong được gặp lại các bạn. Xin chào.